Đây các bạn ơi, tối nay thì hai anh em mình đang nướng cái con cá lóc nè. Hồi chiều á, anh hai mình đi chợ gặp con cá lóc ngon quá, hai anh em mình quyết định là tối nay nướng mình sẽ làm gỏi cuốn bánh tráng heo quay cá lóc nha. Lạ lắm. Hôm nay mình làm thử các bạn, thường thường là ăn gì ta, gỏi cuốn tôm thịt rồi. Hôm nay chơi cá lóc với lại heo quay thử coi sao nha. Giờ con cá lóc của mình nó cũng sắp chín rồi nè các bạn ơi. Cá lóc này rất là mỡ luôn á, vàng thơm phức luôn á các bạn. Sắp chín rồi mình sẽ đem ra mình cuốn bánh tráng. Wow, con nào con nấy mập ú ù ù luôn á. Cái bề nó ha hay. Đây nè, em có cái giá nè hay. Xuẩn nó lên. Cá lóc này chỉ có lăn nó thôi chứ. Đó. Đó 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 đó, ghê chưa, nó sủn nó lên vậy đó các bạn. Cái mặt của nó vàng, nó tươm ra nè, nó hơi đắng các bạn. Và đây các bạn ơi, cuối cùng thì cái bữa tối ngày hôm nay á, mấy anh em mình cũng chuẩn bị xong rồi các bạn. Hôm nay mình sẽ cuộn bánh tráng với lại thịt con cá lóc bự bành kia nha các bạn, với lại heo quay nữa kìa. Heo quay mình sắc mỏng luôn các bạn. Heo tiểu dịch dịch, còn ăn cái gì cũng phải vô cho miss lắm. Bực mình. Sớm bị chị Hiền chôn đó. Em đi bên. Không. Không ăn. Thôi. Mà nó dai em ơi. Đi nữ quạo nha. Thôi bây giờ mấy anh em sẽ thử nước, ở dưới đây có dĩa nè. Chưa ra. Đâu. Là cái muỗng nè. Trời trời. Đúng không? Thanh kêu chị. Nè con cá lóc. Cá lóc, cá bông, cá chép, cá gô, cá lồng tông, xeo. Wow. Đây. Tự nhiên đầu vừa cái băng vậy ta. Tự nhiên nhớ cái đầu vừa cái bằng luôn á. Sao không? Không. Ăn một cuốn cá lóc nướng là tỉnh người thôi. Trời ơi. Ăn miếng rau vào cho nó thơm mồm. Cho chị miếng vô chua á. Sợ vô chua. Ở lộn, cái này là cái gì trời? Cái tài. Mồm coi. Cái gì anh hai? Chị tin. Ơ cái gì? Latito. Ok. Anh hai cho em quý ăn thịt heo quay không mỡ rồi. Này để em cho. Ôi trời ơi, không mỡ mà chị thiệt chứ cái chị em này nè. Cái nào ăn cái sau nha. Cái nào cũng dạ, được. Ăn cái gần nhất đi anh hai. Ăn cái gần trước đi. Ôi cái con heo này sao mà mập dữ vậy? Wow. Chị đưa muốn cái hết muốn cuốn luôn á. Cuốn cá thịt nè. Wow. À cái chị Hiền nè. Ít như thế thôi chứ. Ừ. Sữa. Tuyệt vời. Anh còn. Trời. Sẽ cố lại. Hả? Sẽ nó không đạo. Bêm. Mà sao mày im lặng rồi? Gai tao rồi chứ về mày mệt. Bêm nó hiền về. Nó đang nghỉ kế nè. Nãy giờ nó giỡn với chị Hiền á các bạn. Ê đừng gan cũng nó lên nha. Ồ không đâu. Hai chị ấy giỡn với nhau. Chờ đi quá. Giỡn nó cho mình đổ mồ hôi hột nữa rồi. Mình sẽ cuốn với lại cá lóc và thịt quay thôi. Wow. Trời ơi, chị ta để lên cái đùi chị quấn kìa các bạn ơi. Hey. Bà sao mà. Mình để lên cái bịch này nha các bạn. Mình phải tính chính nha. Đây, sẽ chấm nước mắm chua ngọt. Đây, cái nước mắm chưa? Đưa đây. Em gửi bên đây nhé. Chị em. Một muỗng.
muỗng. 4 triệu. Đứa 1 muỗng. Rồi. 1 muỗng. Đứa này cũng 1 muỗng luôn. Rồi. À. Mời các bạn nha. Ai chụp hình này? Đây mời các bạn nha. Mời các bạn. Ngon quá. Có lúc béo không à? Góc ngọt lên. Cuốn ra không muốn ngon. Con phá lóc rồi một tí. Đi ăn, đừng ăn với cái bụng. Ăn nghĩ hơn tí chứ, cái bụng quá mà. Không biết. Cái lóc này bị béo phì à? Có lóc to à? Cái lóc này bị bơm thuốc phì. Vâng. Chị cho ăn cái lóc à? Đi mình ăn thịt heo. Ăn thịt á. Ô nhà nó có ăn gì đâu. Ăn thịt em anh là ăn đá thịt em. Bên. Chứ trời không ăn gì đâu. Anh bây giờ ăn nhà em rồi. Tức không á. Nó đợi em rồi đó. Ngon quá. Bên vẫn giận mà. Bim bim. Cái là chứ quạo. Cái là ai. Rửa cọc mình biết không? Mình phải chơi rồi không có cọc nữa chưa. Muốn chán à. Chơi chơi quạo chơi mình đi. Ok. Chơi với con vịt. Chơi với chó. Chơi là phải dễ không quạo. Biết không? Không, không chịu. Bà chơi bà áp đặt tôi quá. Chơi cắn không lợi cái quạo. Cắn người ta không kịp quạo. Ê, mày dũng dê mày. Ủa tao có quýnh mày đâu. Đừng cái chính hết. Ừ. Hồi nãy quýnh nha, quýnh lộn với chị Hèn cho đã xong con bò số đi nghe muốn quýnh con bò số luôn các bạn. Tôi quýnh bà không được, tôi quýnh thằng này. Ai mày, tao tức quá. Hiểu gì? Muốn miếng coi. Đừng cái chân hết mà. Ai, buồn quá các bạn ơi, ăn cho đã vô cái máy quay nó đứng rồi, nó không có nhắm máy các bạn. Ăn hết một con. Ăn hết một con luôn rồi. Ngồi ba anh em làm khùng làm đi. Ca này tôi, mình ăn no rồi nha các bạn. Trời ơi. Bây giờ tại đây. Trời ơi trời. Em cho anh mà anh. Chưa lấy mà. Buồn không ăn quá. Hả? Giận luôn mà giờ no rồi. Ăn miếng heo quay cuốn bánh tráng đi. Em mỏi tay. Nè. Ba đứa nãy giờ ăn hết cá luôn. Luôn rồi các bạn ơi. Nói chung là ơi quay chưa ở nhà. Để anh hai coi rồi mẹ anh hai. Ổn không? Ổn áp không nha. Anh lại anh nhìn thôi đừng đụng vô. Ăn hết con cá nữa thôi video kết thúc tại đây luôn. Có quay không? Có. Rồi lại đây rồi, tiếp đây. Một phút rồi đó. Thôi là trời, nói chung là làm YouTube các bạn ơi nhiều khi cũng buồn lắm. Đâu phải gì có riêng mình đâu. Cũng có nhiều anh chị làm YouTube chúng mình ở đây hai vợ chồng Hiền Khoa cũng vậy nữa. Cái này hên là hai con cá với một con cá ăn xong à, rồi ha. Là video kết thúc tại đây rồi. Nhiều khi bấm xong cái thấy nó nhảy rồi đó, tới hồi đi lại cái đúng nó rồi. Ủa nãy em nhớ bấm rồi mà trời. Không quay việc gì luôn hả? Không luôn. Vậy đó là chưa bấm rồi em á. Chứ nếu như mà bấm mà điện thoại nó đang quay mà nó nhảy thì nó cũng có được một khúc. Thôi buồn quá, anh hai cho miếng thịt quay đi. Buồn quá ăn lại từ đầu. Buồn quá ăn đi. Dạ. Cái thịt nạc thôi nha. Đó, từ giờ mở đi. Dạ. Thôi em xin chị. Em xin chị á. Em đã quá rồi. Đó. Lợi thôi các bạn ơi. Chị ăn chưa? Chị ăn lợi đi. Ăn cuốn cuối nha. Trời ơi. Tôi buồn á. Chị ăn hết thì cá rồi. Chứ trời ơi. Phát cái video lên rồi ăn đúng một cuốn nha. Trời ơi. Cái tổn thương sâu sắc. Nói chứ hồi nãy giờ ăn cũng ngon các bạn ơi. Cá lóc á nướng nó béo lắm luôn á. Và nó thơm gai thịt không? Nó gai không? Còn á ăn với kèm với thịt heo quay thì cực kỳ ngon các bạn. Tại vì heo quay nó đậm đà nè. Cường da nó giòn nữa. Rồi cuốn keo nó chấm mắm chua ngọt các bạn. Đã lắm luôn á. Vậy là đã ăn cũng mấy, chưa? Ăn cũng mấy cuốn rồi đó. Cũng đã lắm rồi đó. Muốn no luôn rồi. Hey, mời các bạn nha. Anh hai chụp lại rồi. Mời các bạn. Chụp lên hai. Đây mời các bạn nha. Mời các bạn. Nói chung là
làm nghề gì nó cũng có khó các bạn ơi. Cái này, nữa. Cái này gọi là tai nạn nghề nghiệp phải không? Đúng rồi. Đúng như mình đi buôn bán. Thấy cái tai dài chưa? Đúng rồi, Hiếu. Mở ra. Cái gì cười vậy, ngon lắm. Ít thôi nè. Ít thôi. Được không? Không ăn nhiều hết. Ăn. Ngon quá à. Ăn chút hành theo quay càng ngon lắm. Dạ dạ. Dạ. Heo quay ngon không? Nãy vậy giới thiệu vậy. Ngon. Thấy cá ngon luôn, cá không à? Không, mình ăn cái này, mình ăn cá nhiều nhiều quá, mình bị tẩu quả. Ngon nữa. Cá ngon. Ngon miêm. Ngon cá tốt hơn. Nó thơm béo. Trên với người ta không ngọt quạo. Cười. Ngon miêm. Được. Tôi xin mày mà. Chơi xong cái giận cá chấm hết. Trời ơi. Bực mình. Mày biết tao bữa nay tao cái trời ơi cái bà chị gì. Đừng có chơi tôi như vậy em chứ. Em chơi này nó ngồi xuống vô. Tôi xin quá mà. Đúng quá. Dạ. Ê đi mà thật đại ca ơi. Ngồi thịt nó hồng hào quá rồi, nó chín chưa này? Không. Hử? Chín rồi em. Không biết. Hôm nay mấy người nướng. Thôi ok kỳ nó đi. Rồi, ăn cái phần chín đi. Cái hồng hồng sợ quá à. Ăn con kia. Chơi luôn. Hay ăn cái con này đi anh hay. Con gì nữa. Kỳ lắm à. Đừng biết. Cái gì mà hở cho leo lên đầu lên cổ người ta ngồi hả? Vô duyên quá à. Chị em xa cắt rồi. Rồi bên này không có cái bông tay đâu. Khỏi cắn. Khỏi cắn tôi. Ra tay không ơi. Ra tay đi anh hai ơi. Nó thịt nè. Ừ, cá nướng chín khô. Mình cắn cái khúc mỡ này cho ông bà sữa ăn cho nó mập chơi. Bà sữa kiểu chắc tôi sợ mập. Cho mày miếng da luôn. Ăn cho giòn đi. Cho biết hương vị heo quay. Cái này nó ngủ không à. Bà sữa hả? Không đi chơi luôn. Có bà cụ còn đi chơi, có bà sữa không đi luôn các bạn. Bọt sữa là hoạt động về đêm. Bọt sữa nó mặc quá nó mướn rồi. Không, bọt sữa bị kiểu như hồi đầu đó đi chơi các bạn đi chơi vô quá trời ấy mà về ai cũng bỏ mặt hết trơn là từ lúc đó tới giờ là ít đi rồi đó. Nhưng mà như kiểu nó qua tuổi á. Bọt con còn tuổi ham chơi. Ừ. Bọt sữa hồi đó cũng có một đợt vậy đó. Bọt con qua Tết này mấy tuổi mà. Ngọt. Đáng thích người cho mấy này. À. Ôi, cảm ơn gầm. Trời, gầm là tới làng thích người. Ngày chân chị về với bánh chị bán bánh có tiền về chích người cho nó nha chị. Sẵn cho em kéo con chó em luôn nha. Ờ vừa chữa chết kia nữa. Mập quá chích thuốc giảm mỡ. Chích cầu huyết áp. Mỡ trong chữa hả? Chích người chó dại. Rồi đó người chó dại mới hết. Chó nhà mèo nhà mình có chích đủ không? Chích đủ hết rồi. Ủa? Sữa là thằng chó điên. Nó chó dại. Má tưởng các bạn nó đang ngủ. Thì mình đi nghe. Sữa chết rồi, sữa chết. Cái nó mở, nó không nhìn. Nó lý à. Nó lý còn nửa đồng tắng rồi, cho nó ngủ tí. Nó biết nghe. Có mèo nhà mình biết nghe. Nó mà chết là nó ngước cổ lên nó nhìn. Ê. Còn chiều là chị chơi hai đó, một cái mắc cười lắm. Hả? Cái gì vậy? Nó thường gọi là chơi ngu nữa. Ái trời. Bèo cái bầu tài á, anh bỏ nha. Chị đeo cái bao tay á, chị cởi ra, chị đưa vô đầu á, chị đưa cái lỗ mũi nó phùng phình phùng phình, cái nó phì rồi cái nó hết vô cái chín nó xét cái lỗ mũi, cái nó hở rồi cái nó phì cái bao tay rồi cái nó hết vô cái nó hết xét cái lỗ mũi, nó ghê không? Cái này gọi là chơi ngu, hơi ngu nghe chị, rồi sữa cái bột cụng chứ, bột cụng hồi làm như hơi bị hiếu hơi, hít mạnh vô. cái bào tài hết vô. Thôi nhưng mà không các bạn nữ chơi giống chị Hiền nha. Giỡn thôi. Mình đứng mình giữ mà. Mình đứng mình giữ nó mà, vịn mà. Mà nó thấy thương các bạn mình chơi gì nó cũng đứng à. Còn mấy con chó nhà mình nó dễ thương lắm. Mình chơi với nó quen rồi. Mình ghét có con chó hàng xóm mà ở gần cái chòi nhà mình lắm các bạn.
Chó điên, chó điên á, con chó điên á chị. À con chó điên kia chứ không phải con đen không? Đen rất là thương. Con chó điên ở cái giường gần nhà mình đó các bạn. Trời ơi, nó ghê hoà cố luôn, không dám đi lên nữa luôn á. Chó điên hôm bữa đi làm clip ấy đó. Ừ, đi làm clip bị trộn đó. Ghê quá. Bữa có quay nó hả? Sợ rồi. Bữa đâu có quay nó hả? Ờ, tao có lo chạy không ở đó mà quay cái gì. Cái cây. Kể các bạn nghe. Mắc cười lắm, mình cầm cái cây, tay cây. Nó đang nằm nó ngủ, mình đi ngang, mình đi từ mình thấy nó nhìn mình, cái mình cũng đứng là mình nhìn nó. Nó đứng vậy chạy ra, mình hết hồn mình chọi cái cây. Mình cũng chạy luôn. Đâu có chọi đâu, chạy đâu, chạy cho nó. Ai kêu bà dòm tôi? Nó kiểu vậy á, ai kêu bà dòm tôi? Xong rồi cái cô hàng xóm đứng dòm đem cho bò ăn nha bạn. Cô hàng xóm cho bò ăn không biết rau gì đó không biết. Đem cho bò ăn. Cái cô đứng cô nhìn chị em mình lâm lâm luôn, ba anh em mình lâm lâm luôn. Xong cái chị mắc cười, mình mắc cười cái ai về. Chị nói chó nó dữ dữ lắm. Hơi ghê lắm. Chắc là chó nó không có chích ngừa đâu các bạn. Cho nên rất là sợ. Chó đó là nó chó đẻ. Dạ. Chó đẻ. Chó xanh. Cứ nhào. Ở bữa nào mình đi vườn mình giỡn con chó thôi. Thôi, nguy hiểm quá nha. Đừng có giỡn với mấy con chó đó. Mấy con chó đó các bạn. Không biết là nó có bị dại không nữa. Nó dữ quá. Nó dữ nhưng mà người ta không có chích ngừa á. Sợ lắm. Ai lại nhà mình cũng sợ con mình sữa vậy lắm á. Nó có sủa. Mà đi nó hửi không. Trời ơi, nó hửi hả? Anh shipper xém xém mấy lần. Chiếc xe mà ai mà gửi nhà đây nè. Rồi nó đi vòng chiếc xe nó hỏi từ lên nó hỏi giờ nào mà bẻ cái lỗ mũi rồi thôi á. Chó. Chỉ như hỏi cái chiếc xe này có phải là xe đi bán thịt chó không? Ủa bình nước hao rồi. Đây hả? Còn nước không nữa. Trời ơi trời, cái bình nước của anh nó ghét thiệt chứ. Uống nước cam mà nước cam không đá hả? Hết rồi ha. Thôi thôi nghỉ luôn đi, uống cha mình chửi gì à. Cha uống thấy ghét luôn các bạn. Uống ta, uống chồng ta. Bà sữa đi, bà sữa. Một cuốn này nghỉ rồi. Thôi chồng. Thôi. Bà sữa nè. Vô, nhiều mới ngon. Thôi trời. Uống cá là phải như thế. Ăn đi. Thôi, giữ thận gì. Quất cái nửa cái con cá luôn. Ăn đi. Mẹ không dịch. Chứ không ăn gì đâu. Mình giờ nó chờ nó ăn thịt chị Hiền thôi. Nãy giờ chơi lắm rồi. Nó chơi mà nó giỡn, nó quạo á. Nó cắn bò sữa không rồi các bạn. Đâu cắn được. Nó giỡn gì chị Hiền, nó cắn chị Hiền không được á. Bò sữa chị Hiền quất bò sữa cho đỡ. Tức nó rung kìa. Chơi thì chơi với ai, chơi mà chơi quạo. Chơi mà chơi không quạo thì mới chơi. Chơi mà chơi quạo thì chơi một mình. Biết không, chơi vậy là chơi một mình biết chưa. Chơi quạo chơi chó đó. Chơi với tao rồi. Nhảy gì mà cắn cho được đi. Có cái gì dễ. Có cá chịu đâu phải dễ. Ôi tôi cắn bạn. Cắn lên. Cắn ơi. Có sức thì mình cắn thôi. Nè nè cắn. Được. Trời có tên là hai chị em xong kiếm hợp bích quýnh cái chị cắm đồng gác không? Gác cho gãy lưỡi luôn. Bực giận lắm rồi đó. Bất giận. Uống nước cho hạ quả. Thôi gãy nó chơi em liền. Để mắc cười mấy bạn mình múa nó, hai tay mình múa lên hai cái đầu nó nhìn nó vậy. Tức lắm á. Hôm nay các bạn ơi, thì cảm ơn các bạn đã xem hết video của mấy anh em mình nha. Nếu thấy hay nhớ để lại một like và nhớ vào nút đăng ký kênh các bạn. Và bây giờ, bye bye.